quá trời vàng luôn. Ui, vàng, ở đâu có vàng ở đây vậy ta? Quá trời vàng luôn. Mình phải về nói với ông mới được. Ông, con mới phát hiện ở ngoài ruộng có một đống vàng bự cho bá luôn. Ở đâu? Đi theo con. Ở chỗ nào con? Thôi, con không có chạy cho ông đâu. Cái này á là vàng con phát hiện ra trước mà, nó là của con. Bây giờ, ông sẽ cho con 100.000, con đi chơi net đi, rồi công chuyện nhà chiều nay hả, để ông làm hết cho. Vậy ông trả tiền con thiệt hả? Vàng nằm ở đây nè ông. Ôi, vàng quá trời luôn, mình giàu to rồi. Ủa mà sao vàng này nó nhẹ quá vậy ta? Ủa, cái này là vàng mã mà. Cái thằng pha đế, mày dám lừa tao hả? Chiều nay mày về mày nói đoạn với tao đi con.